tắm cùng với dàn chân dài đến nách. Các bạn đã thử bao giờ chưa? Playing with my cutie poopy. Hôm nay là lần đầu tiên cho đàn chó con của Bruno và Melcy nghịch nước, tập bơi, làm quen với nước. Đàn cún con hôm nay là 48 ngày tuổi. Siro cũng muốn vào chơi. Siro cho Siro vào chơi cùng với lại các em, nhưng mà bởi vì cái bể bơi nó nhỏ quá cho nên phải cho Siro ra. Nhưng mà cho Siro ra rồi Siro lại nhảy vào, không cản được. Bể thì nhỏ, Siro thì to. Hôm nay là lịch là cho Siro đi bơi hồ, nhưng mà lại hủy để nhường chỗ cho con, cho đàn em làm quen với lại nước. Đàn cún con này thì mới được tiêm vaccine mũi 1 ngày hôm qua, nhưng mà bởi vì là cái tự tin cái gen giống của đàn cún con rất là khỏe, cho nên là cho chúng nó nghịch nước. Và cái việc nghịch nước này thì cún con đã được làm quen với cái sự thay đổi nhiệt độ từ trước rồi mới cho cún con vào trong bể bơi. Mọi người mà muốn tắm cho chó nhỏ thì chúng ta phải làm cho chó làm quen với lại nước từ từ. Sau cái buổi bơi này thì đàn cún con hoàn toàn bình thường. Buổi nghịch nước hôm nay là nó kéo dài 1 tiếng. Video thì trại cắt bớt đi. Mọi người cùng ngắm cái đàn chó con của Bruno và Melcy, đàn chó con Rottweiler tốt nhất của trại Rottweiler Gavi Hà Nội. Đây là đàn cún con ở mức chất lượng tốt nhất của trại. Và mọi người cũng để ý cái thái độ của các cún khi mà chơi cùng với chủ hay là chơi với nhau. Mọi người để ý cái thái độ của chó con. Những cái con chó con nó rất là thông minh, giống Rottweiler, với cái gen giống chọn lọc của trại chó Rottweiler Gavi. Chó con cực kỳ thông minh. Chúng thể hiện tình cảm là mọi người có thể xem và cảm nhận, để ý cái sắc thái biểu cảm của từng con, biểu cảm với nhau cũng như là biểu cảm với mình là chủ, chúng nó nhận là chủ. Thì mọi người cùng để ý một đoạn sau nữa khi mà cún con chơi cùng với chúng nó. Hiện tại bây giờ là mình sẽ cho cún nó làm quen với nước trước, theo cái diện là chúng nó muốn làm gì chúng nó làm, thì chúng nó đậu hết ở trên người chủ. Bởi vì lần đầu tiên cún được ra nghịch nước ở cái mức nước như thế này, nó cũng lạ. Bể nhỏ quá, kể ra mà có cái bể nó to gấp khoảng 10 lần cái bể này thì cho Siro chơi thoải mái. Ném bóng cho Siro nhặt, cho chơi cùng với các em. Siro cũng rất là biết ý. Melcy cũng muốn vào, nhưng mà mẹ Melcy thì lớn rồi cho nên là mẹ Melcy không có đòi như Siro. Siro là vẫn còn đang nhỏ, Siro mới hơn 1 tuổi thôi. Siro còn
May là Siro không có ghen tị với các em, bởi vì Siro cũng coi các em như là con của Siro ấy. Đấy, cứ rầm 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 rầm. Mỗi lần Siro vẩy nước thì cả đàn em là bị nước bắn vào, cứ vẩy tay liên tục. Mọi người nhìn cái chất lông của Siro cực kỳ tốt, và Siro là một con chó rất là vui vẻ. Siro chính là chị ruột cùng bố cùng mẹ với đàn cún con này, đẻ trước một năm, cũng cùng bố Bruno và mẹ Melcy, hai con Rottweiler đã có một lần gặp nhau năm ngoái. Bruno là con Rottweiler vô địch trẻ Lithuania, và Melcy thì là con Rottweiler vô địch Việt Nam, nhà vô địch chó đẹp. Melcy là con giống mà nhân giống ra bởi trại Rottweiler Gobi. Và đàn cún con này thì trại cũng sẽ giữ lại một cún cái và một cún đực. Tương lai của đàn cún con này thì nó cũng sẽ tương tự như là đàn Melcy và Marvin, sẽ là một đàn chó con tự tin, là một đàn chó con chất lượng cao, cả về sức khỏe, cả về hình dáng, và cả về cái thần kinh, tính cách. Mọi người có thể xem và để ý cái cách thể hiện tình cảm của cụm đàn cún, để thấy được là đàn cún con nó rất là nhỏ nhưng mà nó rất là thông minh. Nancy bị đè biết là Nancy ở bên dưới, nhưng mà đè để cho Nancy biết đường né. Cho có kinh nghiệm trong cái trường hợp mà chơi với nhau bị con khác đè thì biết đường là lặn xuống sâu để chui ra, chứ không có cố ngoi lên. Khi mà cố ngoi lên thì sẽ bị đè. Như là người đuối nước ấy, khi mà có nhiều người ấy thì cái người không biết bơi có khi lại là người sống sót, bởi vì người ta sẽ ấn đầu với ấn tất cả những cái gì người ta có thể với được để mà người ta ngoi lên, người ta thở. Thành ra là cũng là một cái kinh nghiệm mà mọi người mà có đi bơi ấy, nếu mà trong cái trường hợp mà gặp những cái người đuối nước mà ra cứu họ ấy, thì chúng ta phải cứu từ đằng sau, đừng có cứu từ đằng trước, tránh cái tầm tay với của họ ra. Bởi vì nếu mà ở trong tầm tay với của họ ấy, thì là họ sẽ dìm chúng ta, và không có cái sức nào chúng ta chịu được. Mình từng cứu rồi, và mình cái cách duy nhất mà khi mà đã bị người ta bám được mình, để mà người ta ấn mình xuống, để người ta ngoi lên, người ta thở ấy, thì cái cách duy nhất để thoát ra là mọi người hãy lặn xuống sâu để người ta không thể ấn được mình xuống. Sau đấy thì lặn vòng ngược lại ra sau lưng người ta, để mà xốc nách người ta bơi đẩy vào. Chứ còn nếu mà để mà người ta mà bám víu vào vai mình hay là gì đấy để mà mình bơi thì thôi đấy. Ai mà gặp cái trường hợp đấy thì không biết là có bao nhiêu người mà có thể ngồi để mà kể chuyện cho các bạn nghe được. Thì như vừa rồi, cái tình huống vừa rồi, Nancy rất là thông minh. Khi mà thấy không thể ngoi qua lưng của mình được thì Nancy đã tụt lùi lại. Ok. Mời mọi người cùng ngắm đàn cún con phơi nắng.
cái cảm giác lúc này thì phải nói là vô cùng thư giãn. Với các bạn mà yêu chó thì mà các bạn đang nuôi một con chó thì lúc nào các bạn cứ thử tắm cùng với con chó của mình xem cái cảm giác nó như thế nào. Còn đây là mình tắm với lại cả một dàn cún cơ, chứ không phải một con. Tắm với một con nó đã phê rồi các bạn ạ. Cái cảm giác gần gũi thì lúc nào nó cũng phê cả. Mà nhất là gần gũi với những cái con chó của chúng ta. Với các cái con chó của chúng ta thì chúng ta là số 1 là tất cả với chúng nó. Cảm giác bình yên không chỉ là mình nhận được mà cả đàn cún con nó cũng nhận được. Mọi người có thể thấy là có mấy đứa là còn đang muốn ngủ luôn. Ngủ luôn trên bụng. Ngâm nước và ngủ. Bởi vì đây là lần đầu tiên cho đàn cún tiếp xúc với nước, cho nên là không có cho chúng nó nghịch lâu được. Gọi là không cho nghịch lâu, chứ còn cái buổi hôm nay nó cũng là cả một tiếng, nhưng mà một tiếng vẫn chưa phải là lâu. Về sau nếu mà có thời gian thì sẽ cho chúng nó chơi cái thời gian lâu hơn, có thể là 2 tiếng. Yumi cũng muốn vào. Thấy các em nằm ở bên trong yên tĩnh là Yumi cũng muốn nhảy vào. Mà chủ thì không còn tay nào để bế Yumi cả, nên là phải gạ Yumi là bám tay lên thành bả để đưa Yumi vào. Hiện tại 6 cún con là đã có 2 đứa nhắm mờ nhắm mắt rồi. Nắm cho lên. À, muốn ngủ rồi. Đâu. Nắm hẳn chân lên. Còn mấy đứa thì đang hóng chuyện. Rồi đã cho được. Yumi. Yumi. Vào vậy. Kinh nghiệm của mình khi mà các bạn nuôi mấy con chó mà con trước con sau chúng nó không có hòa thuận với nhau thì cái cách tốt nhất để mà cho cún nó làm quen với nhau nhanh nhất là chúng ta hãy làm một cái việc gì đấy mới hoàn toàn và cho chúng nó cùng làm chung. Có thể là cho đi chơi chung ở bên ngoài nhà, ở một cái địa điểm lạ, hoặc là như thế này, cho tắm chung cũng là một cách. Khi mà chúng nó có một cái việc gì đấy chúng nó làm chung và mới thì chúng nó sẽ thành mình hiểu như là cùng hội cùng thuyền, và chúng nó sẽ rất là nhanh để chúng nó gần gũi, chúng nó hòa thuận với nhau. Thì mọi người có thể thử nhá, nếu mà có những cái trong nhà mình mà nuôi có 2 con mà nó bất hòa với nhau thì mọi người hãy thử cái cách đấy. Cực kỳ hiệu quả. Đi chơi một lần là về thấy thái độ chúng nó khác rồi. Mi đòi vào giờ lại đòi ra. Yumi thì không thích nghịch nước, không như Siro. Siro và Ego thì là 2 đứa mà nếu mà nhìn thấy nước là phi xuống. Bắt đầu cả bọn vẫy tay. Hôm đầu tiên cho chúng nó làm quen với nước cho nên là chỉ để cái mức nước mà nó
sàn sàn ngang người như thế này thôi, tránh cái trường hợp mà chúng nó bị ngộp nước. Sáu chân dài đến nách, vây kín canh người. Lên trèo lên người ấy, trên lưng còn nhiều chỗ kìa. Kìa. Phê. Để di chuyển nào. Gọi là cực phê. Lên đi. Trèo lên. Trèo lên người. Người đâu? Cái cảm giác này thì có lẽ nó cũng là cái cảm giác mà chỉ có những cái người làm nhân giống thì được trải nghiệm với chó con. Nhưng mà mọi người mà nuôi một con hai con, một người tắm cùng chúng nó thì nó cũng rất là vui đấy. Còn chó to thì ôm nó lại vừa tay. Mà ở dưới nước thì nó rất là nhẹ nhàng. Ai mà có cho trưởng thành thì mọi người hôm nào đi bơi mọi người cho chúng nó đi, cho đi bơi để chủ xuống tắm luôn cùng đây. Với bọn ở nhà mình thì cũng có một loạt các cái video đi chợ đi bơi cùng với chúng nó rồi đấy. Đây là Nina, cái dây đỏ. Đấy, mọi người thấy cái cách biểu hiện tình cảm của chúng nó. Giống Rottweiler chuẩn mực thì từ lúc nó còn nhỏ nó đã thể hiện cái sắc thái biểu cảm là cực kỳ đa dạng. Đấy là lý do tại sao mà giống Rottweiler là cái giống chó được đánh giá rất cao để mà nuôi cùng với lại gia đình, ở cùng với người, gắn kết với lại người. Mỗi giống chó nó có đặc điểm riêng các bạn nhé. Rottweiler thì nó đặc điểm nổi bật của chúng nó là yêu trẻ con là một, nó dạn chó, tức là cái giống chó nó bản lĩnh, nó cực kỳ yêu và chiều chủ, tức là yêu chủ thì con chó nào nó cũng yêu thôi, nhưng mà chiều nó lại là chuyện khác các bạn nhé. Với Rottweiler thì nó rất là chiều chủ, luôn luôn để ý xem là thái độ của chủ như thế nào, và rất nhẹ nhàng nó để ý. Đây là mình thử giả vờ xem nào biểu hiện chúng nó như thế nào. Đấy mọi người thấy không, không hiểu là chúng nó có hiểu gì không. Nhưng mà mấy con nó nhào vào đầu, trong khi bình thường đây, khi mà mình mà ngửa mặt lên thì chỉ một con, nhưng mà khi mà cúi mặt xuống thì đến ba con nó xúm lại ở lần đầu tiên. Lần thứ hai thì không có con nào nó xuống lại nữa rồi. Người Việt Nam mình thì có câu gọi là nhân với cho con thì cho con liếm mặt. Có vẻ như là mà có một cái sự kỳ thị, nhưng mà cho con liếm mặt là nó thể hiện cái sự yêu quý của chúng nó các bạn nhé, các bạn nhớ nhé, cho con liếm mặt chả có gì xấu cả. Nó mà không yêu thì còn lâu nó mới liếm mặt.
cao và dâm thấp, cho nên là dâm cũng đi hơi khó hả? Rugalogovi thì chia sẻ các cái video với những cái sắc thái nó cũng khá là riêng tư. Chỉ có một cái hy vọng là các bạn mà có cái sự yêu quý với lại giống chó thì mọi người có cái sự đồng cảm và mọi người sẽ không e ngại cái việc thể hiện cái tình cảm của chúng ta. Hy vọng sẽ có ngày càng nhiều người trẻ yêu quý giống chó, tất cả các giống, để Việt Nam chúng ta sẽ sớm có ngày bỏ cái chó thương phẩm, bỏ cái đó đi. Nếu mà muốn phát triển du lịch rồi rất nhiều thứ, và nó cũng là một cái giá trị nhân văn. Rồi. Úi trời, cái áo của tôi. Chào. Cái áo của tôi. Chào. Từng đứa ra một nhá. Kéo ở ra trước ạ. Mỗi một người chúng ta mà chúng ta yêu quý cái con chó của chúng ta thì chúng ta hãy thể hiện cái tình cảm với nó. Chúng ta không cần phải e ngại cái việc mà người nọ người kia xì xào bàn tán. Bởi vì cái việc người ta bàn tán là cái việc của người ta, nó không tránh được với bất kỳ một cái việc gì cả. Cái người yêu quý chúng ta, người ta sẽ nói theo một cái kiểu yêu quý, mà cái người người ta không có ưa thích chúng ta thì người ta sẽ nói theo cái kiểu không ưa thích với bất kỳ việc gì, chứ không riêng gì cái thể hiện tình cảm với lại giống chó hay là mèo. Thành ra là mọi người không phải lăn tăn về cái việc ấy. Chúng ta cứ thoải mái đi, làm cái việc gì mà chúng ta thích mà nó không có ảnh hưởng xấu đến ai, ok, chúng ta thoải mái chúng ta làm. Cảm ơn các bạn đã xem các video của Rokologovi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again.